Bây giờ bắt đầu tăng tốc lên trên 100, tăng tốc lên trên 100 mg thì phải lấy hơi, đúng lấy hơi vất vả cuối cùng ha, thì nhớ là cho nó đúng đúng nhiệt ha. Rồi thử cái tốc độ 90 nè, lấy gọi hủ tiếu với hơi thôi, hủ tiếu với hơi nè. Thank you.
đúng chỗ rồi. Vậy là cái tay, hãy nhớ khi lấy hơi cái tay con nó vẫn đi tiếp, đừng có đứng hình tạm thời. Con đang bị lấy hơi là muốn đứng hình luôn là cái tay nó bị nhẹ. Đấy đó. Lần nữa nè, chúng nó sẽ lên đường trong. Con đang bị chạy nhanh hơn, tức là chúng mời con lên tới trong máy rồi lại. Sau khi lấy hơi là nhớ đếm đúng số ô. Số ô là số quanh tròn đó con. Con có ghi số ô chưa? Dạ, rồi. Số, ngay khi lấy hơi xong là đếm số quanh tròn nha. Chứ đừng có lấy hơi xong đứng hình không nhớ số nào. Lạ hả? Đó là 90. Lấy hơi khởi đầu 2 ô, sau đó là đến ô số 1. Yeah. Nghe am bass để cho nghe được tiếng đánh cho đúng.